Giải mã điềm báo giật môi theo giờ. Hiện tượng giật môi nói lên điều gì? Trong cuộc sống của người dân Việt Nam nói riêng và những người phương Đông nói chung, vấn đề tâm linh luôn được đánh giá cao. Bởi lẽ đó là điều hiển nhiên, là giá trị của cuộc sống có truyền thống từ ngàn xưa để lại. Dựa vào những kinh nghiệm từ xưa đến nay, con người có thể biết được tương lai, số phận, sự may rủi thông qua một vài điềm báo trong cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về điềm báo giật môi, môi dưới bị giật hay môi trên bị giật nói lên điều gì. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay nhé! Điềm báo giật môi nói lên điều gì? Nếu bạn bắt gặp phải hiện tượng môi bị giật liên tục trong một ngày mà bình thường không bị, có thể là môi dưới bị giật nhưng cũng có thể là môi trên bị giật. Một số quan niệm trong dân gian cho rằng các hiện tượng bị giật môi liên tục hay giật mắt có thể là một điểm gì đó báo trước sẽ xảy ra từ 24 đến 48 giờ sắp tới. Và bạn thắc mắc không rõ điềm báo giật môi là gì, lành hay dữ, hên hay xui. Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Theo quan niệm tâm linh, hiện tượng giật môi sẽ xảy ra ở một số khung giờ nào đó, báo trước một điểm sẽ đến. Giật môi từ 23 giờ khuya đến 1 giờ, bạn sắp gặp chuyện bất ngờ liên quan đến gia tài. Giật môi từ 1 giờ đến 3 giờ, sắp có nhiều niềm vui từ con cái ở xa. Giật môi từ 3 giờ đến 5 giờ, gia đình dễ có một vài chuyện không vui sẽ xảy ra, gia đình lục đục, chuyện bé sẽ ra to, vì vậy bạn hãy chú ý. Giật môi từ 5 giờ đến 7 giờ, báo hiệu có người cần bạn giúp đỡ. Giật môi từ 7 giờ đến 9 giờ, nhắc nhở con cái, người thân trong gia đình đi lại chú ý cẩn thận giữ an toàn. Giật môi từ 9 giờ đến 11 giờ, sắp có người đến nhờ vả bạn, hãy giúp đỡ họ nếu điều đó là cần thiết. Giật môi từ 11 giờ đến 13 giờ, có người gièm pha, nói xấu sau lưng. Giật môi từ 13 giờ đến 15 giờ, có số may mắn, thử làm tờ vé số xem sao, biết đâu bất ngờ sẽ đến với bạn. Giật môi từ 15 giờ đến 17 giờ, điềm báo bạn sắp có tài lộc. Giật môi từ 17 giờ đến 19 giờ, hao tài tốn của. Giật môi từ 19 giờ đến 21 giờ, gia đình đoàn tụ vui vẻ. Giật môi từ 21 giờ đến 23 giờ, thành công sắp tới, tiền bạc ùn ùn kéo tới bạn. Trên đây là một vài điềm báo giật môi mà nhiều người quan tâm. Ngoài ra, bạn hãy chú ý, nếu hiện tượng môi bị giật liên tục, kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần, thì bạn nên đến gặp bác sĩ, bởi có thể là do tình trạng rối loạn vận động cơ ở vùng miệng mà ra.